Em Thịnh xin chào bác. Hôm nay thì em xin gửi từ các bác cái clip cửa hàng em hoàn thiện bộ gập gương tự động cho chiếc Corolla Altis từ 2018. Thân chiếc Corolla Altis này thì nó vẫn chưa có motor các bác nhá. Nó là bản E mà chưa có motor. Và hôm nay bác chủ đến và đã cấy thêm một bộ motor cũng như là thêm cái hệ thống gập gương tự động theo chìa khóa. Thì chúng ta có những cái gì? Thì đây các bác, đầu tiên là bọn em sẽ thay một cái bộ cụm rác như thế này, cụm gập gương như thế này các bác nhá. Đây gập gương cũ này, bọn em thay vào đây, gập gương mới đây. Thì nó có thêm một cái nút ấn như thế này để gập gương. Tức là khi mình ấn này, gương sẽ gập vào. Và ấn này, gương sẽ xòe ra. Cái này thì nó giống như nguyên bản luôn. Và một điều đặc biệt nữa là chiếc Altis này thì bọn em không phải đổ bằng tay, không phải chế bằng tay các bác nhá. Không phải cắt chế gì cả mà nó có một cái zin, một cái cơ cấu zin nguyên bản. Cái này là zin nguyên bản nhất có thể các bác ạ. Và đây các bác cùng xem kết quả cùng với em. Khi chúng ta bấm gập này và nó sẽ gập. Bấm tiếp và nó sẽ mở ra. Và đương nhiên rồi, cái nút ấn mới này nó sẽ vẫn giữ được cái cơ cấu chỉnh mặt gương cả hai bên như nguyên bản luôn và không mất tính năng nào. Và thêm một cái tính năng nữa đó là chúng ta sẽ gập gương theo chìa khóa. Đấy, khi chúng ta bấm nút gập gương này, bấm nút khóa cửa thì gương sẽ gập vào. Các bác nhìn thấy đây, em để cho trực quan các bác nhá. Mở cửa, gương sẽ xòe ra. Rất tiện ạ. Khóa cửa này. Khi chúng ta nâng cấp cái bộ gập gương này thì chúng ta sẽ ở xa cũng sẽ biết được xe mình đã khóa hay chưa. Cũng như là khi vào trong những ngõ hẹp thì chúng ta sẽ không phải vươn người sang bên phụ để gập cái gương nữa, mà chúng ta sẽ điều khiển hết bằng nút ấn. Thì clip hôm nay em cũng chia sẻ ngắn ngắn như vậy thôi. Nếu như các bác có nhu cầu lắp đặt cũng như là cần tư vấn thêm thì em xin mời các bác liên hệ qua số điện thoại của em các bác nhé. Em xin cảm ơn các bác ạ.